chào các bạn. Thì đầu tiên là cho Tây xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể mọi người trong thời gian vừa qua đồng hành cùng kênh Tây Cô Niễn. Thì thật sự là cho phép em xin lỗi trước một cái là thật sự đúng cái kênh của em thì đó giờ em rất là ít vào đọc bình luận và trả lời bình luận, hầu như là không có. Một năm thì khoảng một lần em vào em đọc chút xíu em ra. Bởi vì sao? Bởi vì có đọc bình luận và trả lời bình luận á, cái việc đó nó rất vô nghĩa. Nhưng mà các bạn biết mà, người thương có, người ghét có. Thì những cái người mà bình luận đó đa số sẽ là người ghét, bởi vì người ta chửi mình rất là nhiều. Thì cái việc đó em bình thường. Nhưng mà để mà ngày hôm nay em đứng đây với mọi người á, thì cách đây không lâu em có đọc một cái bình luận. Anh đó nói một cái ý kiến rất là hay. Toàn thấy xe dọn mới, không thấy được là cái xe sau khi dọn xong như thế nào. Thì cái việc đó ở trên những chiếc xe sửa chữa của em á, thì em có làm. Là mình làm thì mình nói thì phải có cảm nhận khách hàng, cảm nhận của người tiêu dùng, đúng các bạn. Mình nói không à, mình nói xe ngon, xe hay, xe đẹp này kia, nghe một chiều không hay. Thì em rất là thích cái việc đó, là sẽ có sự cảm nhận riêng giữa em và sự tương tác chung với lại khách hàng. Thì hôm nay em cho các bạn coi là một chiếc xe rim Thái dọn mới của anh Dũng bên Mỹ, là kêu là xe của người thương đó, đúng một năm quay về lại. Thì quay về lại thì toàn bộ những chi tiết trên xe như thế nào, về ốc ác, màu sắc nước si, tất cả mọi thứ, cái quá trình sử dụng ra sao, trục trặc về như thế nào. À, đó là những cái hay, đúng các bạn, hay và rất hay. Thì đầu tiên camera sẽ đang cho các bạn coi là quá trình là về dàn chân, ốc, tán, câm, niền, vỏ, ruột, quay kỹ vô từng cái chân câm giùm anh luôn, để các bạn thấy được là màu sắc nước si như thế nào sau một năm qua. Và cái điều quan trọng nhất là chủ xe ở Nha Trang. Chủ xe ở Nha Trang nha các bạn, là một cái vùng mà kêu là ngập mặn, sét này kia, tùm lum tà la đủ thứ trong đó đó. À, nói chung là những cái xe ở Nha Trang thì đa số là dàn chân sẽ rất xấu. Nhưng mà cái chiếc xe này các bạn đang thấy là người ta đã đi được một năm, có sử dụng luôn. À, có sử dụng rất nhiều. Rồi, thì bây giờ là người ta gửi lại cho em bảo dưỡng và căn chỉnh. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thì camera đứng đây nha, đứng yên đó, chừng nào anh kêu di chuyển mới bắt đầu di chuyển. Thì ngay tại thời điểm ngày hôm nay nè, em có thay đổi một số chi tiết trên chiếc xe này rồi, trước khi mà bắt đầu em vô em review nó. Và em không phải là review chiếc xe, mà là em review cách thức người chủ xe đáp lại em khi mà chiếc xe bị trục trặc. Em review về vấn đề là gửi ra, gửi vô như thế nào, và em review về chế độ bảo hành của em. Thì bây giờ nè, có rất là nhiều anh, à Tây làm cho tôi đẹp, tôi sẽ giới thiệu người này người kia cho Tây, tôi sẽ dắt khách cho Tây. Dạ xin lỗi, em gặp 10 người và em nổi da gà hết. Thôi, không cần nói đâu, thấy chiếc thứ hai đi rồi tính, thấy chiếc thứ ba đi rồi tính. Hiện tại em đứng được ở đây không có ông chủ xe, bởi vì ổng ở bên Mỹ, Tết ông về. Nhưng mà biết chắc chắn là sẽ có sự tin tưởng ở đây nè. Dọn thêm chiếc thứ hai thì các bạn sẽ được chứng kiến nhanh thôi. Xe rim Super đời 99 dọn mới 3355 là một chiếc xe độc, màu độc. Vào đó giờ không hồi sinh được, thì bây giờ em hồi sinh được là về xe rim Super đời 99 đó của Nam. Còn về chiếc xe rim Thái này, khi mà những chiếc xe em dọn mới xong, cái cách thức mà các bạn hay hỏi em là gửi vô như thế nào và gửi về như thế nào, đó mới quan trọng trên chiếc xe này. Vấn đề gửi vô á, nó dễ lắm. Muốn gửi đâu đó là gửi. Bởi vì cái xe là đang cũ, đang nát, có bể, có té, có tung, có gì cỡ nó, vô em sẽ spa cho nó lại, em làm đẹp, tút tắp nó lên lại, cạo râu, cạo đồ cho nó. Nhưng mà khi mà chiếc xe đã xong như vậy nè, gửi về mới là quan trọng. Thì một là em sẽ gửi Nhật tính, hai là em gửi Viettel, ba là em gửi tàu hỏa. Thì cái đó là những cái dịch vụ đó, người ta sẽ có một cái thùng gỗ, người ta đóng lại hết nguyên cái xe, rất là chuyên nghiệp, không chạy xước gì hết. Chỉ có cái chiếc xe này ngày hôm nay á,
lúc mà chủ xe sử dụng 1 năm thì bị vấn đề là có xì nhớt. Thì chủ xe gửi vào cho em lại để mà em chỉnh chu nó. Thì khi mà chủ xe gửi vào thì bên vận chuyển, bên ga xe lửa người ta cũng có đóng thùng gỗ. Chủ xe cũng có đứng coi ngó đàng hoàng, nhưng mà không biết sao bể nguyên cụm đèn hậu sao. Bị cái nào Khoa, em gửi ra là bị cái nào? Đứng yên đó đi. Đuôi đèn. Đứng yên đó đi. Giật ra lại chút xíu. Bể nguyên cụm đèn hậu sao, chày nguyên cái đuôi sao. Chày bộ này. Chày tay thắng. Tay thắng mới thay phải không? Tét cái bao tay. Tét bao tay là có thay bao tay nữa. Rồi với lại bể chạy nước đuôi. Đó. Thì em phải sơn lại. Em phải sơn dặm lại toàn bộ chiếc xe. Thì sau khi sơn dặm lại á, thì nó sẽ bị mất cái phần tem này. Thì em đang sử dụng cho chủ xe là một bộ tem đời mới nhất, thế hệ mới nhất cho chiếc xe rim Thái này. Mấu chốt vấn đề là khi chọn gửi, các bạn cũng thấy nè, khi mà gửi xe thì hồi đó giờ em gửi bằng tàu hỏa là em chưa tẹt cơ, hoặc là bên tàu hỏa chưa tẹt cơ gì hết. Người ta đều gửi cho mình một cách là chỉnh chu nhất, xe không bể, không chày, không xước khi chủ xe nhận được. Nhưng mà khi chủ xe này nè thì lại không có may mắn như vậy. Chủ xe này vô tình lại bị như vậy. Mặc dù lúc mà tay tới á, là nó vẫn còn thùng gỗ nó đóng cho vậy nha. Rồi là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là nó là chuyện xui rủi. Thì nó mới dẫn tới vấn đề là cái xe này em có sơn lại phần đuôi và phần ốp đầu đen. Là xong, gạt qua bên đó là chuyện xui rủi xong. Còn cái vấn đề thứ hai mà em rất muốn tất cả mọi người dọn xe ở em, như anh Dũng. Cái xe này là mấy bữa biển số khác. Hiện tại đây biển số là 06637. Đây camera quay vô biển số. Thì là xe này đi thi, đi thi bấm biển đẹp đó các bạn, nhưng mà thi rớt. Cho nên là dê và lại biển số Nha Trang chứ đúng luôn. Cái xe này mấy bữa là biển số Phú Yên. Đó. Rồi từ Phú Yên mới chuyển vô đi thi biển số ở Nha Trang, rớt dòng loại. Nên là mới ra biển số là 06637. Rồi. Thì cái xe này chủ xe đi 1 năm trời thì bị xì nhớt. Thì gửi vô em làm thôi bình thường. Nói chung là giữa em và anh Dũng không có gì để giải thích đại bởi thì là xe ổng xì nhớt, ổng cũng không buồn, không phiền gì hết. Tay ơi, xe anh bị xì nhớt thì gửi vô làm lại cho anh. Xong. Còn mình thấy xe xì nhớt gửi vô dĩ nhiên phải làm lại cho người ta. Xong, đấu tại bởi thì là gì đâu. Nhưng mà có một cái là tại sao mà nó xì. Các bạn nên nhớ một cái xe rim khi mà bắt đầu mình phục hồi lại thì nó sẽ từ là 20 năm cho đến 30 năm cho một cái độ tuổi của nó. Đồ đạc trên xe rất là cũ. Thì nó có một cái vấn đề như vậy nè. Hồi xưa giờ em hay mắc bãi mà hồi đó em bị ông chú ở Phan Thiết nó bóc phốt á. Thì em có làm một cái clip tâm sự với bạn cũng là từ vụ này. Thì giống như em là một người dọn xe kỹ rồi sạch sẽ đồ hãng, thì cái tâm lý của mình cũng rất là ngại cái việc là sẽ chét keo lên xe của người ta. Mình không có chét keo đầu, không chét keo lòng, không có chét keo mấy cái nắp nồi nắp lửa. Nhưng mà cái việc đó không được. Đối với dòng xe quay rim nó xì nhớt dữ lắm. Thì sau này mình mới rút kinh nghiệm ra, từ từ mình làm thì mình biết rồi, xong mình chét keo cho anh em hết. Cho nên là sau này khoảng 1 năm đổ lại đây không có bị vấn đề đó, nó là như vậy. Thì cái xe này nè, vô thì em chủ xe là kêu làm xì nhớt. Nhưng mà em có tự em canh cái nồi lại cho chủ xe. Rồi em có tự thay một cái bộ rôn mới. Tất cả những cái đó là đều không tính tiền. Và không phải là tiền mà quan trọng là cái người chủ xe người ta xử lý nó vấn đề ra như thế nào. Và em á, em xử lý cũng vấn đề đó như thế nào. Dạ chú cô qua. Dạ cảm ơn. Ví dụ như là thôi cái này gửi vô vậy anh phụ em 200-300 ngàn tiền công, 400-500 ngàn tiền công, hay là anh phụ em tiền rôn đồ mệt lắm, giờ giấy đâu có nhiêu tiền đâu. Thôi không có như vậy. Thì hồi đó em dọn á là xong vấn đề thứ hai. Một á là gửi vô bị trục chặt là do bên vận chuyển làm chày xước, em đã sơn dặm lại. Vấn đề thứ hai là về vấn đề là chế độ bảo hành.
em là không có tại bị thì là chỉ cần xe các bạn bị, các bạn làm sao đó làm xuất hiện tại tiệm em sẽ làm. Tại sao em nói với đó? Bởi vì nó sẽ rớt hai trường hợp: một, anh em Sài Gòn bị cứ chạy thẳng qua tiệm em làm không tại bởi thì là; hai, anh em ở xa thì giờ bị vậy thì sao, bị vậy thì bắt buộc phải gửi xe vô lại các bạn. Cái điều đó là cái điều không ai mong muốn, cho nên là quan trọng cái người chủ xe người ta có hiểu vấn đề này hay không, hay là khi người ta quăng một cái cục tiền cái chặt ra thì ta nói à, tiền tao làm mày mắc, tiền tao làm mày này kia, mày nói này kia, mày phải làm chuyên nghiệp. Không có đâu, nó sẽ có nhiều cái mà em không có mong muốn được trong quá trình em sử dụng. Chỉ có là anh em mình hiểu nhau thì mình làm sao cho vui vẻ, mình sẽ có được một người thợ tiếp tục, người ta làm mình vừa ý, hoặc là mình sẽ có được thêm một người khách, người ta gắn kết tiếp với mình. Em khoa em quay vô vàng đồ bạc, vàng đồ oxy đồ sao nè, rồi quay cái bô luôn đó. Em quay vàng bạc trước đi, quay vàng bạc xong quay qua cái bô thì em sẽ nói thêm một vấn đề hiện tại bây giờ nữa là về phụ tùng giá tiền. Giá tiền em dọn xe rim á, thì hồi đó đầu tiên hết 5 năm trước em dọn là 10 mấy triệu có, sau này em dọn lên 3 mấy triệu có, và sau này luôn em dọn lên 4 mấy triệu có, và sau này luôn em dọn luôn 7 mấy triệu có. Còn tại thời điểm hiện tại bây giờ là năm 2022 tháng 11 thì em đang dọn là bao nhiêu? Tại thời điểm hiện tại bây giờ là em đang dọn một chiếc xe rim á, là nó rớt vào tầm khoảng là 75 đến 95 triệu cho một chiếc xe rim Thái dọn mới. Không rẻ hơn được nữa. Không rẻ hơn được nữa nha. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều anh á, ảnh coi những clip cũ thì ảnh muốn là tay thực hiện lại giùm anh như này, như vậy, như những cái xe hồi đó em làm á thì khoảng 10 mấy triệu thôi. Thì thật sự các bạn là sau 2 năm Covid á, thời thế nó thay đổi rất nhiều về tất cả giá phụ tùng. Đồ đạc khan hiếm. Và đó là giá phụ tùng mới. Những cái xe em dọn từ 75 đến 85 đến 95 triệu tất cả đều sử dụng phụ tùng mới chính hãng, không có phải là đồ Trung Quốc, và cũng không có phải là đồ lô, và cũng không có bất cứ món đồ tồn kho nào trên chiếc xe của các bạn hết. Là cái giá tiền ở mức cố định, kêu là dùng từ đồ chính hãng Honda Thái Lan và Honda Việt Nam. Xong ha. Rồi thì tại sao lại nói về vấn đề giá tiền phụ tùng? Rồi mời camera giật về lại vị trí cũ. Bởi vì trên xe này nó sẽ rớt vào một món, hai món duy nhất hồi xưa em xài đồ tồn kho cho anh trai này, mà các bạn nghe giá các bạn sẽ thấy khủng khiếp nha. Đầu tiên á là về quả đào. Hiện tại hồi xưa em mua quả đào cho chủ xe là chỉ có 1 triệu 3 hay là 1 triệu rưỡi gì đó. Mà chó chê luôn. Có mình ổng gắn à. Còn bây giờ các bạn biết giá bao nhiêu không? Từ 3 triệu đến 5 triệu không có để mua luôn. Không có để mua luôn. Kiếm nét luôn, hồi đó em có 5-6 cái em dục lăn lóc, thì nhiều khi lính em tưởng đồ mới lấy lộn luôn á. Đó. Đó là quả đào rồi, khoa quay vô quả đào. Rồi tiếp tới vấn đề thứ hai á, là về cái bô 1985. Thì cái bô 1985 này hồi xưa em mua cho ảnh á, nó hồi xưa nghe gớm mới có 1 năm mà các bạn. Là em đang mua cái bô tồn cho anh Dũng nè. Hồi đó em không nhớ ai bán em nữa, nhưng mà người bán người ta dễ thương lắm. Rồi bắt đầu khoa quay cái bô 1985 đây. Cái bô 1985 đúng hình như là em nhớ không làm là qua Tết hay là trước Tết gì em giao cái xe này cho ảnh. Xe này dọn 2 năm. Thì em mua là đó là 16, 18 hay 20 gì đó em không nhớ. Còn tại thời điểm hiện tại tháng 11 năm 2022 này nè, cái giá mua các bạn nghe khủng khiếp luôn. Từ 30 triệu đến 50 triệu. Tại vì em nói khoảng dao động đó để cho mấy ông bán đồ tồn mấy ông đỡ nâng giá. Chứ còn thật sự luôn là mấy ông bán đâu 40, 50 mấy triệu á một cây bô. Ác lắm. Thì em không có bán đồ nha, em chỉ là chủ xe muốn thì phải xách đứt đi mua giùm. Chứ đồ này nó mắc tiền quá, mà tiền ở đâu mà mua mà chữ hàng ôm hàng, đúng không các bạn? Là hai món đồ em gắn trên xe của anh này. Thì thật sự á, là mình thấy nó hay. Nó đỡ rồi lắm. Coi bill là nó trò chết đi quả đào đó, anh mua có 1 triệu mấy à anh Dũng. Trò còn giờ mua thua luôn á. Các bạn có thể kiếm xe 4, 5, 6, 7, 8 em dọn mới xe đó là em giữ lại hết đồ tồn chủ xe mua luôn. Chủ xe dọn cách đây 4 năm. Xe rim Thái dọn mới 4, 5, 6, 7, 8 á.
chủ xe dọn cách đây 4 năm, mua đồ rẻ lắm. Còn bây giờ nó mắc khủng khiếp, chơi không nổi. Và những cái việc này là anh em mình giữa tay và khán giả đang xem kênh á, là coi như đây là một cái cuộc tâm sự giữa tay và với các bạn, chứ không phải là một cuộc buôn bán đấu giá trả giá hay là giới thiệu buôn bán đồ nha các bạn. Em không có bán phụ tùng. Rồi tổng thể chiếc xe này là hôm nay là em chưa can thiệp vô bất cứ gì hết, em chỉ làm sườn nhớt và em sơn dặm lại đuôi đèn sau và bỏ đầu đèn trước, chỉnh sửa sơ sơ. Đó là chốt vấn đề thứ ba là về phụ tùng đồ lên giá. Rồi thì ngày hôm nay gửi vô nè là cái bẩn là hồi đó ảnh đã bắt em mua rồi, nhưng mà lúc đó kiếm không ra các bạn, thì bây giờ cũng kiếm không ra. Khi các bạn chơi đồ tùng, các bạn phải có một cái quyết định dứt khoát gì nữa nè, xác định mua hay không mua. Thì các bạn sẽ dặn người bán phụ tùng hoặc là dặn thằng tay của Niễn, anh muốn mua cái bẩn. Thì khi có là đừng có ậm ừ, chờ anh suy nghĩ, hoặc là a cái này nó không đẹp nha tay, thì chỉ cần vừa tắt điện thoại là cái là mất. Có người chốt liền là chính vô anh Dũng. Anh Dũng có một cái sự lựa chọn với một cái bẩn khác, bẩn kia đẹp lắm, có tem có hoa đào đồ sẵn luôn. Đó là các bạn kiếm cái xe rim Thái dọn mới 2766, cái ông chủ xe 2766 đó, ông nhanh cực kỳ. Ông vừa thấy cái bẩn ông chốt cái bụp, xong anh Dũng bị tẹt cơ. Em phải hình như là khoảng tuần sau, 10 ngày sau em mới kiếm ra cái bẩn này cho anh Dũng. Thì bẩn này là bẩn 93, 95, 97 gì đó không nhớ, biết bẩn tồn là được. Xong thì bắt đầu quay tổng quan cái bẩn, là em thay cái bẩn cho anh Dũng, quay kỹ để chủ xe người ta coi được luôn ở xa. Và cái khó nhất là em gỡ quả đào cũ nè, hiện tại đang giá nè 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu gì không đó, em gắn qua lại được bên đây. Thì các bạn cũng biết rồi, cái quả đào này khi gỡ là nó gãy này liền đúng không? Gỡ này còn khó hơn việc là tìm cái bẩn đó các bạn. Và quan trọng tại sao mà các bạn biết là người ta phải gửi vô không? Bởi vì anh Dũng muốn em là gắn cái bẩn này, chứ không phải là cái bẩn mua giờ là sẽ gắn. Ví dụ có nhiều anh á, anh nói vậy nè, anh nói là tại vì xài bẩn mới bây giờ nó mới không ôm. Xin phép thưa bạn luôn, sai lầm, bẩn tồn nó cũng không có ôm, chứ không phải là bẩn mới bây giờ mà nó không ôm nha. Thì các bạn thấy á, em dọn rim Thái đó, có chiếc nào mà không ôm bẩn đâu. Rồi có chiếc nào mà đầu đèn không ôm đâu. Nè, quay quả đào tồn kho đi, đẹp hơn, cái màu xanh của nó là màu xanh ngọc bích á, không bao giờ mãi được. Rồi quay quay hết cái lường bẩn này luôn nha, để anh Dũng có coi được, anh coi. Rồi là tại vì muốn là muốn mình gắn cái bẩn vô, chứ không phải là người ta không có tiền để mua bẩn hoặc là người ta khó khăn gì. Bởi vì dành cho những anh em nè, hay nói đồ mua mới hết lấy gì không ngon, và đồ mua mới hết lấy gì không đẹp. Trời tầm bậy, mua mới hết mà gắn vô không được á, cũng là xì quẻn nè. Mua mà phải biết gắn. Đó, giải quyết vấn đề thứ tư xong là giải quyết cái bẩn cho ảnh. Rồi cái nãy giờ các bạn thấy nguyên cái xe đúng không? Thì tiếp là vấn đề thứ năm nè, cũng là dân Nha Trang. Anh Dũng là gốc Nha Trang mà nhà Phú Yên thôi. Thì sẽ là sự so sánh giữa xe rim 2025, xe rim Thái Hành Nam dọn mới 2025, cũng ở Nha Trang luôn, và anh Dũng 066372 ở Nha Trang luôn. Hai cái xe này cùng dọn cho một người ở Nha Trang, cùng dọn cho hai người ở Nha Trang hết, đều ở thành phố chứ không phải ở sát biển hay sát gì hết. Nhưng mà giờ nước sơn nè, nước si là xe này xuất sắc hơn xe anh Nam à. Không biết tại sao mà xe anh Nam mình dọn mới mấy tháng thôi là gửi về là nguyên ấp xuống hết liền. Có xài quá chất rửa xe hơi đem qua rửa xe máy không anh Nam 2025? Thấy nó sai sai nha, chứ xe ông Dũng này là em thấy là nó như mới vậy đó. Rồi các bạn biết em đang xài là gì không? Em đang xài là iPhone 12, iPhone Pro Max 12. Thì có thêm một cái sự nâng cấp nhẹ nhàng cho xe này nữa. Thì anh Dũng anh có gửi vô á, anh nói là em thấy cái nào không được á, em cứ làm cho anh hoàn thiện hơn. Mà nó không được, không hỏi sao vậy. Giống như là vì cái iPhone 14 nó ra và một cái iPhone 12 em đang xài vậy. Cái xe này đang là iPhone 13. Thì bây giờ nếu mà em chỉnh sửa lại hết luôn á, thì nó cũng thay đổi rất là nhiều.
Hiện tại thì tại thời điểm này hồi như hồi đó mình dọn dãnh năm mấy triệu hay nhiêu không nhớ. Thì nó vậy, còn nếu bây giờ muốn chỉnh sửa đồ lại hết giống như xe 33 5 năm là nó khác à. Cho nên là không được, nhưng mà em có chỉnh sửa lại sơ sơ thì đầu tiên camera đứng yên đó nha. Cặp cầm HLB này nè, em có tác động vô. Em làm nó hiện tại như cầm tồn. Cái đồng hồ này là một trong những kêu là sự hiểu biết của người chủ xe. Thì em có chỉnh sửa lại theo ý của ông chủ xe là ông Dũng. Đồng hồ kim nhỏ. Trong ngày hôm nay em sẽ không nói sâu vào vấn đề đó, để coi thử có nhiều anh em nào biết cái vụ mà đồng hồ kim nhỏ là làm sao hay không nha. Một mối em can thiệp vô, hai mối em can thiệp vô, đồ gãy bể đừng có tính. Rồi, lát giờ là thay cái chai nước với lại thay hai miếng bánh lên nóc nha. Tiếp á là em can thiệp vô phần đầu lòng, có làm lại tay nghề lên, có làm lại luôn. Rồi. Ví dụ như có nhiều anh em đi, khi mà dọn chiếc xe xong rồi thì các bạn sẽ cần cái gì ở người thợ? Các bạn cần là một người thợ có tâm, cần một người thợ chịu cầu tiến và chịu tiếp thu các bạn. Thì em là một trong những người như vậy, em phải lắng nghe tất cả mọi người. Nhưng mà em chỉ lắng nghe cái đúng thôi, em không có lắng nghe cái tầm bậy. Bởi vì rất có nhiều ông khách nói tầm bậy không à, không có đúng. Bắt em làm theo vậy em không có làm, được anh làm em, không được anh bỏ xe chỗ khác làm. Làm tầm bậy xuống em làm sao em làm. Thì ở đây nè, có nhiều người chắc chắn người ta nghe người ta sẽ khó chịu. Nhưng mà đúng mà các bạn, một cái xe các bạn dọn một năm trước, kiến thức không bằng hiện tại, tay nghề không bằng hiện tại, mỗi năm mình mỗi đi lên chứ. Em chịu đi lên, em chịu học hỏi đã là một cái tốt mà. Thì chắc chắn sẽ có nhiều người khó chịu, người ta nói tại sao cũng xe dọn mày mà giờ mày làm vậy. Nhưng mà đúng các bạn, dọn một năm trước với giá tiền đó, với kiến thức đó, hết khả năng của em. Giống như là phần máy vậy, hồi đó em làm cho ảnh, ảnh về ảnh cũng không nói gì về phần máy hết, anh nói máy là anh tuyệt đối, anh tin tưởng giao cho tay. Nhưng mà ví dụ như cái xe 33 5 năm này sau này có thể em làm xuất sắc hơn sao đó, thì người ta tin tưởng hết tuyệt đối. Và các bạn phải coi xe Lim Super dọn mới 33 5 năm của anh Dũng bên Mỹ, đó là cả một bầu trời công nghệ mới dành cho một chiếc xe cổ điển trên chiếc xe đó. Đó thì thật sự ở đây nè, cái vấn đề ở đây là giữa tay và người chủ xe chưa hề có một câu là to tiếng khó chịu hay là phải khó khăn với nhau gì hết. Chỉ có vui và vui. Đúng nghĩa là mình bỏ tiền, mình mua niềm vui và mình chơi. Chơi là phải vui nha. Chơi không vui sao chơi. Giữa mình và anh Nam 20-25 cũng vậy luôn nha. Giữa mình anh Tú Long Thành cũng vậy. Nhất là ông Tú Long Thành, gọi là cừ. Như Phật Di Lặc thì gọi là cừ. Anh Lý Vĩnh Long cũng vậy, anh Bơ cũng vậy luôn. Anh Hiếu Minh Khánh cũng vậy luôn. Là mình là cuộc chơi. Mình thấy à cái chỗ này dạ. Mình thấy cái chỗ này uy tín, tin tưởng, lịch sự, mình cứ chơi. Đâu có gì đâu. Còn nếu nè, thấy cái này lão cá quá, đừng làm. Làm chi thấy khó chịu. Tại vì vẫn nhớ, vẫn nhất, vẫn tức cái vụ mà có cái ông khách nguyên xe dọn chỗ khác tới em làm hết sức mình mà bắt bóc phốt em vụ ổ khóa, các bạn nhớ không? Nè, ổ khóa xe này cũng vậy thôi. Ổ khóa nào mà ngay được. Đó là những cái xe này là khách ruột của em đó, gắn bó với em đó. Thì cũng vậy thôi, như vậy là đẹp nhất rồi, còn chê khen gì nữa. Đúng không? Giờ chơi đi đâu, khen đi đâu, sao được. Một chiếc xe nó phải kêu. Nó êm trong giới hạn là xe rim, nó êm trong giới hạn xe da Z, nó êm trong giới hạn xe Sibo, nó êm trong giới hạn xe Exceptor. Nó êm trong giới hạn là xe cổ 67, nó êm trong giới hạn là xe cổ FX. Chứ không phải là bắt buộc cái xe nó phải êm tuyệt đối đâu. Nó vẫn phải có tiếng cặc 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 khi lên ga của nhông sinh dĩ. Nó phải có tiếng lào xào đầu bờ, đầu lòng, hoặc là hú nhẹ sinh cam nếu một cái máy mới ráp. Đúng các bạn. Thì ở đây em cảm ơn, em cảm ơn cái người, cái fan YouTube theo dõi em á, nói về review lại cái quá trình khi mà một chiếc xe dọn xong, trả cho các bạn xong, sau này nó như thế nào. Và sau này em sẽ cố gắng em bóc thêm một cái xe rim em dọn mới cho anh đó quận 7. Anh đó là người em dọn mới và anh lấy cái xe anh đi hàng ngày, kêu là dọn mới như vậy xong nào ông đem cái xe ông đi cày luôn. Đi cày là đi sao, là đi làm, đi chợ, đi búa, đi kiếm tiền, đi kiếm cơm bằng chính trên chiếc xe rim em dọn mới. Cái xe ông đi lúc nào qua tiệm em là như một con trâu nước, nhưng mà rửa ra là mới.
Anh hỏi em tới nỗi là bây giờ anh dọn mới em xong, anh có quyền anh bảo trì ở đây thôi không, anh bảo dưỡng ở đây hay không? Được chứ anh. Đi một chiếc xe là một chuyện, biết giữ nó hay không là một chuyện, và có biết bảo dưỡng nó hay không, chứ không phải là khi mà em dọn cho các bạn xong với một cái số tiền rất mắc tiền thì các bạn sẽ nghĩ là nó VIP Pro, nó sẽ không hư, nó sẽ này kia, không có. Còn phụ thuộc vào cách các bạn bảo quản, canh chỉnh và bảo dưỡng nó như thế nào nữa, rất là quan trọng. Nó nhiều yếu tố lắm, cho nên là khi mà mình chơi mình nên có chút xíu gì đó dành về cái món đồ mình cần chơi, để mà mình đủ điều kiện mình coi thử em nói đúng hay em nói sai. Và riêng kênh Tây Cô Niển các bạn nên follow nhiều lên, tìm nhiều lên, để sao em nói là những cái thật thà trong lòng em, và những cái điều em gặp phải khó khăn hoặc là những vấn đề thực tế đều em bỏ tiền của em ra em trải nghiệm, chứ không bao giờ em sử dụng tiền của khách để em trải nghiệm nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chào tạm biệt các bạn.